Tôi thì Nguyễn Thành Hân. Nguyễn Thành Hân, năm nay thì 6, thì tức là sau giải phóng thì cũng có tham gia với địa phương, mà lúc đó mình cái trình độ nó cũng tương đối nó đỡ hơn anh em. Tức là ngày thời điểm đó mà kiếm lớp 11 thì nó hơi hiếm, thì cũng đang học thì có một cái anh ủy viên thư ký của xã đó, ảnh cũng như là giai đoạn ví dụ như là tôi là học sinh của Phan Văn Trị, nhưng mà giai đoạn đó thì tức là có những cái nó hiểu nhầm nhau, sau đó phải giải thể. Thì tôi ra ngoài Nguyễn Việt Hồng cái răng nó học, thì thực chất thì học cũng lợi người ta, bởi vì mình vừa đạp xe từ đây ra ngoài cũng có 6 cây số mà mồ hôi mồ kê, rồi thứ hai nữa là dân nông thôn mà sao học con mà chở được. Thì do đó là cái anh đó kia anh cần, anh thì người cao lớn, anh cặp cổ nó thôi cách mạng đang cần mà, cách mạng đang cần thôi đi làm. Tại vì thì cái ngày đầu tiên là tôi đi tham gia đó là 20 tháng 6 năm 76, tức là làm của văn phòng ủy ban dân xã đó. Như vậy đó, thì cũng có sau đó thì cũng có giới thiệu được một số anh em bạn bè đi học cùng trường với mình nhưng mà khác lớp, thì đại loại là cũng được 5-6 anh. Tới nay thì mấy anh cũng có trưởng thành, cũng có cùng với mình cộng sự. Nhưng mà có điều thì cái bản thân mình làm thì nói chung ra thì tính tình nó cũng còn những cái nó nóng nảy, do đó thì nó không hoàn chỉnh lắm, tức là cũng có giai đoạn nó gián đoạn. Thì cũng nhờ chỗ mà chú Năm nè, với số người lớn đó, thấy mình là cũng không có lỗi gì, khuyết điểm gì cũng có động viên, tức là về sức khỏe mình còn, thứ hai nữa là xã hội cũng đang cần mình thì cũng có trở lại và cũng làm tham gia các công tác nông nghiệp khuyến nông á, cũng có giúp cho bà con từ cái chỗ mà chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi rồi nó 1,5 giảm rồi đó, nhiều cũng biết một số thì mới nghỉ hưu năm 2014. Thì riêng 2005 á thì tôi cũng thay mặt đoàn Cần Thơ xuống dưới là hội diễn văn nghệ của là Cần Thơ mình với Hậu Giang thi festival lúa gạo đó, thì tôi và ông bạn tôi có một sáng tác một cái bài kể về thành phố Cần Thơ, thì nhân đây sẵn giới thiệu luôn cho cô biết luôn, mình cũng ngắn gọn để trường anh em khác. Thì tức là nó cũng có bài ca thì được thưởng là 800 ngàn, nhưng mà tôi chỉ lấy 200 thôi, bởi vì anh kia anh đàn anh phân nhịp, nhưng mà tôi nói nội dung đó. Yeah, thì xin giới thiệu luôn cho cái đoàn biết về thành phố Cần Thơ ha. Anh em ơi, từ khi quê hương Cần Thơ chia tách thì thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, có du lịch của miệt vườn sông nước Tây đô mang đậm nét riêng tư. Phong điền quê tôi có cây lành trái ngọt, của vùng sông nước miệt vườn có chợ nổi Phong điền, lân cận bên này là chợ nổi Cái Răng, có cầu lớn Cần Thơ, còn ô môn nhà máy điện đã hoàn thành, quê hương Châu Văn Liêm xứ quỷ Nam Kỳ, Vĩnh Thạnh quê mình có lúa vàng chịu nặng, góp phần cùng thành phố vươn lên. Cái anh quận Bình Thủy đâu có chịu, anh mới nói Bình Thủy tôi hay khác, ai đến nơi này có sân bay bến cảng lớn nhất cả vùng, có mỏ cù thủ pha đình Bình Thủy trang nghiêm, có khu công nghiệp thật là trang trọng của thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Phần tôi thốt nốt cũng có mô hình cá tra xuất khẩu mang lại nhiều tiền giúp người nông dân ăn nên làm ra, tiếc anh biết không, có trung tâm chế biến gạo đạt nhiều lợi nhuận của thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Hả? Xin chào chị Yến, các chú và các anh. Trước hết là mình xin tự giới thiệu bản thân mình là giáo viên và mới nghỉ hưu cách đây cũng vài tháng, và khi nghỉ hưu ở nhà trống trải rồi mình nhớ lại những kỷ niệm thời mình đi dạy, rồi cái bản thân mình cống hiến cho xã hội, mình thấy là mình cũng chưa có được nhiều. Trước hết là mình chưa có từng cầm súng để mà ra mặt trận bảo vệ Tổ quốc, hay là cống hiến về cái mặt vật chất trong sản xuất để mà xây dựng xã hội phát triển. Mà ở đây mình chỉ là hồi xưa khi mới bước vào ngành á, thì người ta gọi cái nghề giáo viên là bán thường dân Nam Bộ. Mình hiểu cái nghĩa này cũng chưa được thường dân gọi với cái cụm từ rất là khiêm tốn.
thì đã qua 37 năm 7 tháng mình tham gia vào cái công tác giáo dục xã hội. Thì đây là cái mình xem đó là một chiến sĩ, một chiến sĩ âm thầm trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. Mình không tạo ra được cái vật chất cho xã hội, nhưng mình tạo ra những cái mầm mống về tinh thần, những cái sản phẩm về tinh thần của con người để mà sau này góp phần xây dựng xã hội. Thì một điều đó thì mình tự thâm tâm thấy là mình cũng cảm thấy là có cái chút gì đó cũng là hãnh diện khi mình về hưu. Chứ là hồi đó dạy là không nghĩ là mình tới tuổi về hưu đâu. Cái lương mà mới ra trường là nó thấp lắm, ba cọc ba đồng. Hồi đó là ra trường dạy là năm 80, lương lúc đó có ba mấy đồng, 38 đồng. Rồi kèm với lương thì mỗi tháng là phải được mua nhu yếu phẩm, gạo, đường, bột ngọt, rồi ngay cả dầu để thắp nữa. Mà chính vì thế mà tới nay mình vẫn đeo đạo đuổi, vẫn tồn tại nay. Thì có một điều đó là mình thấy là mình cũng có duyên phận với cái giáo dục. Mà cái công việc giáo dục phải nói là rất khó, rất khó. Thì phải đã nói là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Sự nghiệp này nó lâu dài và nó hết sức là bé bang nếu mình làm đúng cái trách nhiệm lương tâm của một người thầy giáo. Và hiện nay trên cái cơ chế thị trường là hơi nặng về kinh tế. Kinh tế thị trường là cơ chế mà kinh tế thị trường đó. Cho nên là cái cuộc sống về tinh thần, về cái tình cảm thì nó cũng có, nhưng mà cuộc sống về tinh thần mọi thứ phải có tiền. Đấy, thành ra nó cũng khó lắm. Ví dụ mà con em á bây giờ cho đi học thì bây giờ cái niềm tin của phụ huynh là cái gì? Là sẽ có điều kiện tiếp tục ngoài cái bậc phổ thông rồi lên cái bậc đại học, ráng lo cho con em. Nhưng mà bây giờ nó cái niềm tin đó nó cũng hơi hơi khó khăn ở chỗ là khi mà tốt nghiệp xong đại học thì cầm ảnh bằng cũng khó xin được việc làm. Đấy, và nếu muốn xin việc làm phải tốn tiền nữa, ví dụ cơ quan nào đó phải có tiền mới tiếp tục được đi làm. Thì bây giờ thế là xã hội cũng có nhiều cái mối mà quan tâm, nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà trăm dâu đổ đầu tằm thì cũng mình cũng không có thể nào mà mình trách được. Nhà nước bây giờ cũng còn phải là đối nội đối ngoại nhiều chuyện lắm. Thành ra cái giờ cái bản thân phải tự lo. Thì bây giờ nghỉ hưu rồi, mình cái tuổi của mình tuy là 60 nhưng mà cũng còn sức, chưa có bệnh hoạn, mình vẫn tiếp tục. Nếu mà đóng góp được cái xã hội ở phương diện nào đó thì mình vẫn là tiếp tục tham gia. Nhưng mà hiện bây giờ nó cũng còn trống trải, thì rất may là gặp chú Năm. Thì một người chú đã từng trải và có nhiều công trạng trong cái trách nhiệm đối với địa phương, cũng như là trước đây chú cũng có nhiều thành tích, và rất là cảm mộ chú về những cái tác phẩm mà chú đã đưa trên mạng, và ngay cả những cái cuốn mà lịch sử về nhân dân và lịch sử về đảng bộ và nhân dân ở xã Nhân Nghĩa thì chú cũng rất là chi tiết. Qua đó mình cũng ôn lại được, và rất là hiếm những cái tài liệu nào mà đề cập đến vấn đề đó. Và có lẽ là tới đây chú sẽ có nhiều cái những cái tấm ảnh minh họa để mà đưa vô cái tài liệu đó cho nó đầy đủ hơn. Và hiện nay thì nhà nó sửa, mình đang đảm nhiệm
cái nhiệm vụ đó để giúp cho chú được có một cái tài liệu hoàn chỉnh. Rồi nói về cái xã Nhân Nghĩa thì đúng là đôi khi mình suy nghĩ mình là quê ở xã Nhân Nghĩa, quê mẹ. Trước đây thì cũng sống ở ngoài Khánh Hòa, Nha Trang, nhưng mà sau giải phóng năm 77 thì bắt đầu mới trở về quê, trở về mẹ. Và mình cảm thấy là ở đây đúng là một cái chiếc nô của cách mạng. Con người ở đây rất là hòa hiếu, và có một cái tinh thần đoàn kết rất tốt. Mặc dù là trước cái thời chiến tranh cũng có địch và ta, nhưng mà hòa bình đến rồi hình như là nó cũng xóa đi địch và ta, trở thành một cộng đồng cùng nhau chung sức góp phần ở trong cái sản xuất và sản xuất nông nghiệp. Vườn tược là chính là cái đặc điểm, cái chủ yếu, cái nguồn thu nhập của xã Nhân Nghĩa. Và cái điều đó mình cũng cảm thấy là ấm áp khi mà trong một cái địa phương mà cuộc sống rất là bình yên, không phải lo trộm cắp, rồi không phải nghe cái tiếng đấu đá, chửi rủa hay là rượt đuổi, cũng như là cách đây mười mấy 20 năm về trước, thì mình thấy là cái đó là từ đâu, từ cái cuộc sống đi lên, từ cái kinh tế xã hội được vãn hồi, thì không còn những cái mà lo toan về cái thiếu ăn thiếu mặc đấy. Chính vì thế cho nên là về an ninh, chính trị, trật tự an ninh ở xã Nhân Nghĩa này, ở địa phương mình rất tốt, rất tốt. Và đó là cũng một điều mà phấn khích đáng mừng. Rồi cái bộ mặt về kinh tế xã hội thì hiện nay mình thấy là nó rất đi lên, phát triển rất là mạnh. Mỗi ngày có thể nói là mỗi thay đổi, như chẳng hạn như cái khu Lung Cầu Cầu hồi xưa thì tùm, bây giờ cách đây mấy năm trở lại thì trở thành cái khu du lịch, và nói là cái cảnh quan rất là đẹp, rất là khang trang. Như cái nhà thủy trại hôm nay chúng tôi ngồi để mà tọa đàm với nhau, quá tuyệt vời. Có lẽ là cái thời gian của phái đoàn đến đây thì cũng không có nhiều, cho nên mình xin tạm có một số cái ý kiến để mà xin đóng góp tham gia. Bác vẫn chưa có giới thiệu về mình. Càng mãi luôn. Hạ tên. Hạ tên. Họ tên. Mình xin tự giới thiệu, họ tên là Nguyễn Tấn Vĩnh. Giao gì? Nguyễn Tấn Vĩnh. Giáo viên dạy văn, 60 tuổi. Quê ở ấp Dương Phú A. Tức là cũng giáp ranh ở xã Hai nhà chú. Nghĩa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chú. Khỏi ca thật. Khỏi. Bài học của tôi mất ca không để không biết. Ca ca đi. Thôi giờ chắc tới tôi rồi. Giới thiệu hả tên? Tôi khỏi. Anh rồi hả? Nãy giờ nói hết rồi đâu còn gì nữa. Thôi giờ tới tôi với chịu chứ sao giờ. Còn cái sau cùng tôi chuẩn bị là để tôi nói riêng với Viên Viên Việt Nam Yến mới được. Tất quá trình rồi. Tôi giờ rõ nè. Xin giới thiệu họ tên. Tôi là tên Trần Văn Sộp. Tên nghe cũng hay chứ. Văn nghệ lắm đó. Năm nay đó là 75 tuổi, sinh năm 1942. Cái thời thanh niên đó, thì cũng có đi theo đoàn dân công xã thuộc diện dân nghệ. Rồi từ từ đi lên công tác giáo dục, rồi xuống công tác bổ túc văn hóa đó, đi xuống tận nhà dân. Có nhiều khi biết là cũng như gần như nó cái tánh nó hơi như liến khỉ, hơi quen miệng. Còn nông dân ở nông thôn mà đi xuống nghiêm khắc của người ta tập trung mời người ta lại là khó lợi lắm. Cho nên sau tiếp thu rồi đó,
tôi còn trai Úc trong gia đình chứ không thôi là ông Tâm Mến Tỉnh Quỷ Viên, ông về ông tiếp thu ra thơ, ông kêu đát rước tôi ra là bên thông tin văn hóa bị ông biết chuyện làm tôi rồi. Tôi nói cậu Sáu, ông nói gì tôi mang ơn chứ bị tôi con trai Úc gia đình mà bỏ đi thì không ai, ông bệnh hoạn bả cũng vậy, cho nên là đặng hiếu thì phải mất chung. Cho nên từ đó tới sau tôi công tác ở địa phương cái xã Nhân Nghĩa thì xuống là công tác bổ túc văn hóa, đó là sự thiệt mà nói đó, đi xuống cũng như mình đi kiếm rượu uống. Cái này về tâm lý tôi nói thiệt, ôm cái cặp đi xuống cái người không phải người ta cần mình có quyền có chức cao mà người ta thương mình, đi xuống trời anh Sáu xuống ha, rồi uống cốc cái gì bắt đầu chạy, chứ cán bộ mà lại đi đó là thôi chịu vô một chỗ thì thôi hết mừng ăn rồi, riết cũng chạy riết cũng quen rồi ta. Cho nên bây giờ về bên hội người cao tuổi rồi tới ngày nghỉ hưu tôi cũng được hãnh diện là có cái là cán bộ lớn nhỏ rồi ở địa phương bà con, kể cả anh Năm anh cũng khoái tôi nữa, cho nên là được cái đó. Ước mơ mà sống lâu được chút xíu như nãy tôi nói anh Năm, đó là mình để coi cái đất nước của mình, cái xã hội mình nó tiến bộ. Nhưng mà thôi giờ đó, lớn tuổi rồi ở nhà kèm cốt chỉ đạo cho con cháu, cho nên tôi thì nói ra cô đừng có cười chứ tới 7 thằng trai, 2 đứa con gái, tới 9 đứa hồi xưa đó 9, 10, 8, 7 mà bây giờ tôi nói mấy cô về ngoại nhớ rồi. Tôi thì khoái ở miền Bắc thả 7 cây đồng tay cái nhà đó, trong này là miền Nam 9 cây, rồi cái gì chín chín là tôi khoái, mà con heo quay mà quay ra chín rồi tôi cũng khoái nữa chứ sống tôi cũng không chịu. Cho nên là cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó là tôi cũng mắc ca ăn bài, tôi cũng không cho anh Ba Kiên. Tôi năm 7, 18 tôi đi học sư phạm Sóc Trăng mà trình độ văn hóa có lớp 9 là bổ túc văn hóa, học thêm ra ngoài là dính liền, cho nên mới được đi sư phạm xuống dưới cây Sóc Trăng Thạch Thon y người Miên y khoái tôi lắm. Cái tôi mới ca bà vì nhân dân quên mình nữa, ta giới thiệu vì nhân dân quên mình, cái tôi nói Thạch Thon mày âm nó nói rồ rê dơn linh lồ. Rồi tôi ca bà vì nhân dân quên mình một đoạn tiếng Việt tiếng Miên, để có nhiều khi bà thanh thoảng rồi này kia ra cả gan đó tôi gặp tai tổ rồi tới xin giới thiệu tôi chịu chết rồi. Cái tôi ca một tiếng Việt tiếng Miên cái bà gì bà còn khen nữa chứ, bà nó bên ơi bà ca hay quá, bà đâu biết tiếng Miên. Giờ cô đồng ý cho tôi ca một bài tiếng Việt một đoạn tiếng Miên rồi. Rồi làm đi. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình, đoàn về quốc chúng ta ở nhân dân mà ra được dân mến, được dân tin muôn phần. Thề vì dân suốt đời, vì tranh đấu không ngừng, vì đất nước thân yêu mà hy sinh. Đoàn về quốc chúng ta là con yêu của người, thề nói gương Bác Hồ vì nhân dân. Anh này tiếng Miền nhàng rồ rê dân linh lồn, rồ rê dân to su un ơi, rồ rê dân linh lồn dòng rất tốt. Con dân bạc rô nè ba chân bằng rô bót, bằng rô chưa trồng tròn. Bạc rô rê chín bịch, rô rê rem rô sầm dòng rực túc. Con dân bạc rô sơ nè, đoàn vì quốc chúng ta là con yêu của người, thề vì dân suốt đời vì nhân dân. Hay quá, cái tôi ca rồi, cái tôi hay quá, đừng nghĩ quân anh vậy đó, bao nhiêu đó. Tôi vừa nói còn nhớ. Nói anh Sáu bây giờ tôi có cái này. Đúng ra thì cái này thì nếu mà không nói thì khi là tôi thấy nó khó. Sao thời gian thì kết thúc thì tôi cũng có ý thế này. Đúng là đối với chú Năm này thì đối với bản thân tôi nhận định thì chú Năm là về cho địa phương thì chú Năm có những cái mà phải nói là để anh em được ghi nhận. Như cá nhân tôi thôi, ví dụ tôi từ khi sau khi tôi nghỉ đó thì chú Năm vận động là tôi làm trưởng ấp cái đầu tiên đó, thì bên cạnh nó có vận động được số, tức là anh em chế độ cũ á ta cộng sự với địa phương là rất nhiều. Thí dụ giờ người ta muốn lấy cái bàn tay người ta hốt một cái nắm cát để đưa ra lộ cho dân đi thôi, thì cũng đó là anh em ta chuột là cái lỗi là
là cái giai đoạn tôi làm thì bắt được rất nhiều cây cầu, thay thế cái cầu đó và cái đường lộ, và cái đồng thời là sự phát triển về kinh tế đó nó rất là nổi trội. Thí dụ chú thì không có liên quan gì đâu, nhưng mà cái gì mà ở đây anh em gì cần thì alo hoặc là tến thì chú sẽ sẵn sàng tư vấn để mà định hướng cho anh em làm có kết quả. Thì cái đó là một cái điều phải nói là cái đó là đáng ghi nhận. Và nhiều chuyện khác nữa, nhưng riêng cá nhân tôi thì nó có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà một cái vậy, thí dụ như là từ khi mà tôi quay trở lại là phục hồi đảng lần thứ hai, thì tôi thấy đó là một cái là cái trách nhiệm của chú rất cao, mà để cho nói rõ cho anh em biết về những cái nội dung mà mình phải làm gì. Hồi đó tôi nóng tính lắm, nhưng mà tôi không nóng tính là cũng nhờ chú chỉ mấy cái là tôi rất là nguội làm như vậy. Và biết cái cư xử đó thì nó nhắn nhủ cái này cũng như là hay là cảm ơn về cuộc đời mình, nhưng mà để cùng với bà con nhân nghĩa để ghi nhận những cái đó vậy đó. Đáp. Tôi cũng bổ sung thêm anh Năm cái. Thôi nói chút xíu cái à. Công ông Năm không, 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 không phải công anh, nhưng mà nó đúng là tôi anh cũng gần gũi. Anh là đàn anh lớn á, thì cũng tôi cũng ít có gần gũi anh nhiều, có nhiều khi gần gũi nhưng mà cái chi tiết quá cũng không dám lại gần. Thời gian sau này đó mình tới lui rồi viết lịch sử rồi đấy không. Tôi hồi đó tôi biết anh có tài 7 à, mà sao giờ tôi nói 10. Tôi tính anh đi bộ đội không, không có, tôi nói thiệt ha, tính đi bộ đội không, nhưng mà anh nó văn võ anh không dám nói xong toàn, anh nở lỗ mũi rồi chứ đúng là ít có người cán bộ về hưu. Tôi nói như ông 7 năm đồ chống, đâu phải là có một mình ông này nghỉ hưu đâu, nhưng mà anh tạo cái sau này, cái tiền đề sau này cho con cháu anh em nhắc nhở cho nó nhiều cái bài. Con mấy ông kia tính không phải tính như anh đó, rồi cho nên tôi ngán anh thêm 2 phần nữa chứ không 3 phần nữa. Hồi đó có 7 giờ tôi ngán anh 10 thôi vậy hết. Cảm ơn các bạn. Rồi em nói đi. Đã chưa? Tới rồi bây giờ giới thiệu. Cũng phát triển thành phần bản thân của mình. Tên Son đã giới thiệu tên mình. Tôi thì tên Võ Văn So. Năm nay thì mình 72 tuổi rồi, sinh 1945. Mà quê thì ở Nhân Nghĩa này, cố cụ. Đó. Mà riêng bản thân thì lại là con một trong gia đình. Thì hồi thơ nhỏ thì mình cũng có cái đam mê, cái máu văn nghệ nữa. Một cái là đi đoàn vũ, hết đoàn vũ rồi cái về tôi nói với ba tôi đó, bây giờ con muốn qua cổ nhạc, con phái bên cổ nhạc qua bên. Mà lúc thời điểm đó là vàng hát mấy, tôi ra gia nghị đâu phải gì chơi đâu. Ông dám mua cho tôi. Rồi cái mua cái vẽ mấy 50-60 của văn dĩ đơn đó, rồi tôi về tôi lấy. Rồi sau khi xong rồi đó thì tôi cũng đi theo nhạc sư Sáu Quá đó, đoàn ca. Rồi tới sau khi mà Hòa Bình tiếp thu lại đó, thì từ cái chỗ theo thực hiện theo chỉ thị 100 của bí thư Trung ương Đảng, thì chỉ thị 100 này lúc đó là tôi đi học tập đoàn trưởng. Sau qua cái phát tập đoàn trưởng xong rồi thì nó bãi bỏ cái tập đoàn này. Thì từ chỗ đó tôi mới về làm nghĩa là phó ban dân của ấp đó. Rồi phó ban dân của ấp mà lại lúc đó nó thiếu thiếu người á, lại kiếm luôn tài chánh nữa. Thì từ cái chỗ này á nha, nó có cái bất cập vậy. Sau khi qua cái hết cái mà cái phá của ban dân rồi á, thì tôi mới tiếp tục để qua cái hội chữ thập đỏ làm nữa, tiếp tục làm nữa qua tới thời kỳ sau này các anh hai đệ mà ảnh thuộc về cái hội người cao tuổi mà ảnh bị bệnh đi, rồi bí thư rồi với chủ tịch nói bây giờ thôi, bây giờ thiếu người không có ai, thôi ông nghĩ cái chữ thập đỏ đi, ông qua ông đảm nhiệm dùng cái hội người cao tuổi. Thì từ cái chỗ đó mà đảm nhiệm người cao tuổi đến nay thì nó cũng gần 3 nhiệm kỳ rồi, nhưng mà hiện bây giờ thì tôi cũng vẫn còn đảm nhận cái vai trò của người cao tuổi của xã Nhân Nghĩa rồi hết. Xin cảm ơn bác. Xin mời chú Năm ạ. Chú rồi.
trước sau thì cũng phải nói, dù rằng có ai nói là khách sáo thì cũng vẫn phải nói rằng rất là cảm ơn viên viên Việt Nam đến với nhân dân nghĩa. Và những người ngồi đây không là bao nhiêu người nhưng mà là đại diện cho tấm lòng của dân dân nghĩa đối với viên Việt Nam. Chúng ta chỉ cần nghe các vị này nói chuyện lê thê như thế này đủ biết rằng sự thân tình của dân Nam này đối với con gái Hà Nội. Nó đẹp, nó có hồn, trong sáng, sự gắn bó.